Chào mọi người, mình là Mỹ Uyên, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mr. Zero. Những pha thay người mang đậm dấu ấn của phù thủy Zidane. Trận đấu gặp Atletico Madrid đầu năm 2020, khi mà Zidane và các học trò khó khăn trong việc tìm đến khung thành của đối phương. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Zidane tung đồng thời Vinicius Jr. và Lucas Vazquez vào sân để tăng cường hàng công. Ngay lập tức, những sự điều chỉnh của chiến lược gia người Pháp phát huy hiệu quả. Phút 56, Vinicius Jr. có pha chọc khe thông minh xé toang hàng phòng ngự Atletico và để Ferland Mendy thoát xuống. Hậu vệ người Pháp sau đó tung ra đường căng ngang như đặt cho Karim Benzema băng vào đệm bóng làm tung lưới của thủ thành Oblak, mang về chiến thắng tối thiểu cho Real Madrid. Cùng điểm lại những pha thay người mang đậm dấu ấn của phù thủy Zidane nhé! Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Không được tôn thờ như Pele, Maradona, cũng không hào nhoáng như Ronaldo, Messi. Nhưng khi nhắc đến những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử túc cầu, Zinedine Zidane là cái tên không thể nào thiếu. Là một tài năng đặc biệt đến nỗi Sir Alex ngày xưa đã phải thốt lên: "Hãy cho tôi Zidane và 10 khúc gỗ, tôi sẽ vô địch Champions League." Chỉ mấy lời thôi cũng đủ cho thấy huyền thoại người Pháp vốn sinh ra để dành cho sân bóng, còn sân bóng sinh ra để trở thành sân khấu của ông. Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ vào năm 2006, Zidane trở lại câu lạc bộ Real Madrid để làm việc với vai trò là cố vấn cho chủ tịch câu lạc bộ. Sau đó chuyển sang làm trợ lý huấn luyện viên, góp phần đưa Real Madrid đến chức vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử. Đầu năm 2016, Zizou chính thức nhậm chức huấn luyện viên trưởng tại Real Madrid. Thoạt đầu, tất cả đều tin rằng cựu danh thủ người Pháp chỉ là một phương án mang tính chữa cháy của chủ tịch Florentino Perez sau khi sa thải Rafa Benitez. Thế nhưng bắt đầu từ mùa giải đó, Zidane đã thể hiện bản lĩnh đại tài của mình khi dẫn dắt đội bóng Hoàng gia giành được kết quả vô cùng ấn tượng. Sau đây là một số trận đấu tuyệt vời của Zidane trên cương vị là huấn luyện viên. Real Madrid 5-0 Deportivo ngày 10 tháng 1 năm 2016. Đây là trận đấu đầu tiên Zidane ra mắt Real Madrid trên cương vị huấn luyện viên trưởng, ngày mà Bay Ken Ken đã thắng tưng bừng 5-0 trên sân Bernabeu. Trong đó, Gareth Bale mang về một cú hat-trick, còn lại là hai bàn thắng do công của Karim Benzema. Ở trận này, Cristiano Ronaldo thiếu chút may mắn khi không thể ghi bàn, nhưng anh cũng đã để lại dấu ấn trong trận đấu với hai đường kiến tạo. Và dù không ghi bàn, nhưng CR7 lại được khen ngợi nhiều hơn bởi anh không còn thi đấu cá nhân như trước, mà thay vào đó là chịu khó phối hợp cùng với đồng đội. Đó là một tín hiệu tích cực đối với tình hình nội bộ của Real khi ấy. Zidane đã cho thấy rằng CR7 dù có im lặng thì anh vẫn là cầu thủ số 1 trong mắt ông. Bằng chứng là sau khi hoàn tất cú hat-trick, Bale đã bị rút ra khỏi sân. Một sự thay đổi người của Zizou như muốn chứng minh rằng ở Bernabeu, Ronaldo là số 1 chứ không phải là Bale. Và dù tuyển thủ xứ Wales có ghi hat-trick hay poker thì anh vẫn không phải là linh hồn của đội bóng. Đó là một quyết định đầy khôn ngoan và tính toán của Zidane. Ông muốn duy trì sự đoàn kết trong phòng thay đồ của Real bằng cách tôn thờ Ronaldo. Đây là một sự khác biệt rất lớn giữa Zidane và Benitez. Bất chấp việc Zizou không có quá nhiều sự thay đổi về chiến thuật cũng như nhân sự thì ông vẫn có được thắng lợi giòn giã trong ngày đầu ra quân. Và rõ ràng, thành công lớn nhất của huấn luyện viên người Pháp trong trận này là biết nối lại sợi dây đoàn kết trong nội bộ Real. Juventus 1-4 Real Madrid ngày 4 tháng 6 năm 2017. Mùa giải 2016-2017, Zidane thành công dẫn dắt đội bóng thành Madrid phá vỡ lời nguyền Champions League khi bảo vệ ngôi vô địch sau chiến thắng 4-1 trước Juventus ở trận chung kết. Juventus có khởi đầu ấn tượng hơn Real khi liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm và không cho đối phương tiếp cận khung thành của mình. Tuy nhiên, chỉ trong tình huống đáng kể đầu tiên, Ronaldo đã khiến Juve phải nhận bàn thua với cú sút chìm quyết đoán.
Trong hiệp 1, bà đầm da chơi trên cơ Real và nhanh chóng có bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, khi bước sang hiệp thi đấu thứ hai, đội bóng thành Turin không duy trì được sự ổn định để đối thủ kiểm soát bóng vượt trội và dồn ép. Kết quả là phải nhận hai bàn thua liên tiếp nhau chưa đầy 5 phút từ tình huống sút xa của Casemiro và pha đệm bóng cần thành của Ronaldo. Cho đến phút cuối, pha làm bàn của Asensio lại tô đậm thêm nỗi buồn cho đại diện nước Ý và làm cho chiến thắng của Real thêm phần rực rỡ. Thành tích này dập tắt mọi nghi ngờ về Zidane sau mùa giải tay ngang trước đó. Những thành công liên tiếp ở mùa này với huyền thoại người Pháp nhưng không phải nhờ may mắn mà bởi khả năng quản lý tuyệt vời. Khi có một tập thể giỏi, điều này đồng nghĩa với những cái tôi lớn, nhưng ông đã xử lý tốt những trường hợp có thể ảnh hưởng xấu và duy trì động lực để học trò có thể lần thứ hai liên tiếp lên ngôi. Real Madrid 7-1 Celta Vigo ngày 5 tháng 3 năm 2016. Tháng 3 năm 2016, Real Madrid đã có chiến thắng tưng bừng trước Celta Vigo ngay tại thánh địa Bernabeu ở vòng 28 La Liga. Các chân sút chủ nhà đã 7 lần xuyên thủng mành lưới đối phương và chỉ để cho đội khách ghi một bàn danh dự. Đóng góp lớn nhất vào thành tích này phải kể đến phong độ đặc biệt chói sáng của Cristiano Ronaldo. Trong một ngày thi đấu xuất thần, tiền đạo mang áo số 7 đã ghi liên tiếp 4 bàn chỉ trong vòng 26 phút, trong đó có một siêu phẩm sút xa và một cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt. 3 bàn thắng còn lại được ghi do công của hậu vệ Pepe và hai cầu thủ được thay vào sân là Gareth Bale và Jesse. Trước đó, Cristiano vấp phải sức ép dư luận qua việc chê các đồng đội trình kém sau thất bại trong trận Derby Madrid, cho nên trong trận này, cầu thủ người Bồ nhận không ít áp lực khi bị fan la ó. Tuy nhiên, anh vẫn chơi bùng nổ với một cú poker để đi vào lịch sử La Liga. Thắng lợi này tuy không thể giúp Real quay trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga mùa giải năm đó, song nó lại là một liều doping tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Zidane tiến tới ở Champions League. Real Madrid 2-0 Barcelona ngày 13 tháng 8 năm 2017. Trận lượt về siêu cúp Tây Ban Nha vào tháng 8 năm 2017, Real Madrid giành thắng lợi trước Barcelona 2-0 ngay trên sân Bernabeu và Asensio đã chứng minh tài năng của mình khi được đá thay vị trí của CR7. Từ khoảng cách gần 30m, cầu thủ này đã tung cú sút chân trái đưa bóng đi theo quỹ đạo khó chịu mở tỷ số trận đấu. Trong trận này, Real vắng bóng Cristiano Ronaldo vì án treo giò, nhưng huấn luyện viên Zidane cũng chẳng quá bận tâm vì chiến lược gia người Pháp thậm chí còn xếp một ngôi sao khác trong bộ tam BBC là Gareth Bale ngồi ghế dự bị. Nhưng ông không hề chủ quan, nhà cầm quân này thừa hiểu trước một đội quân đang rệu rã tinh thần như Barcelona khi đó, những gương mặt trẻ khát khao thể hiện mình như Marco Asensio hay Lucas Vazquez sẽ càng khiến cho đối thủ say sẩm mặt mày. Đội khách cố gắng gượng dậy sau bàn thua sớm, nhưng những nỗ lực đơn độc của Lionel Messi, Luis Suarez đều vô vọng. Sau đó là màn chạy chỗ thông minh của Benzema trước khi tung ra cú dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng cuối cùng cho Real với tỷ số 2-0. Đồng thời, thắng lợi này cũng giúp Real mang về chiếc siêu cúp Tây Ban Nha lần thứ 10. Just shadows. It
Real Madrid 3-0 Atletico Madrid ngày 19 tháng 11 năm 2016. Tháng 11 năm 2016, Real đã đánh bại Atletico 3-0 ngay trên sân Vicente Calderón bằng chính lối chơi của đối thủ. Chiến thuật của Atletico luôn phụ thuộc vào cách chơi của đối phương hơn là sở trường của chính mình. Real chỉ việc áp dụng lại chiến thuật cho chính mình và khiến Atletico lập tức đâm vào một bức tường cứng. Khi hai đội còn đang giằng co, Real có bàn mở tỷ số từ quả đá phạt có chút may mắn khi CR7 tung cú sút chạm hàng rào làm bóng đổi hướng. Ở bàn thắng thứ hai, Ronaldo cũng là người lên tiếng quyết định. Từ pha tranh bóng với Savic, CR7 kiếm được quả phạt đền, đồng thời thành công nâng tỷ số lên 2-0. 6 phút sau đó, tranh thủ thời cơ Atletico dâng lên quá cao, Gareth Bale dẫn bóng phản công rồi truyền cho Ronaldo đệm bóng vào khung thành trống ấn định chiến thắng. Năm 2016 mới là năm đầu tiên Zidane bước vào sự nghiệp cầm quân. Tuy nhiên, sự hiệu quả là điều mà chiến lược gia người Pháp nhanh chóng có được. Khi đó, người ta nghĩ ông là một người giỏi thu phục cầu thủ hơn là có tầm nhìn chiến thuật. Nhưng thực tế hiển nhiên không chỉ vậy. Danh tiếng cầu thủ của ông không chỉ giúp thuyết phục để những cầu thủ như Ronaldo hay Bale biết chơi đồng đội hơn, mà ông còn đủ thông minh để nắm bắt cách chơi của đối phương một cách nhanh chóng. Từ đó có thể thấy được tài năng huấn luyện của vị phù thủy bậc thầy này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.